Vâng, hello tất cả mọi người. Và trong video hôm nay thì Lê Châu Vlog sẽ gửi tới tất cả các bạn về một mẫu khung nhà gỗ ba gian hai trái để cho tất cả các bạn cùng xem, học hỏi cũng như là tham khảo và đóng góp ý kiến nhé. Theo như các bạn thấy thì hiện tại Lê Châu Vlog đang quay đây là tất cả các vì đã được lắp hoàn chỉnh. Và xà nó nằm ở gian nào thì cũng đã sắp xếp hết rồi. Giờ chỉ việc là chờ vào giờ lành để dựng mà thôi các bạn. Rồi sau đây thì mình sẽ nói qua một chút về chất liệu gỗ nhé. Chất liệu gỗ thì 20% là gỗ chai vàng nguyên lõi các bạn. Còn lại 80% là nhãn rừng và nghiến đá. Rồi, đây các bạn. Theo như các bạn thấy thì hôm nay thời tiết cực kỳ là đẹp. Hầu như là không có điểm chê rồi. Vâng, như vậy là giờ dựng cũng đã đến thì tiến hành dựng thôi các bạn. Đó, trong quá trình dựng thì chân cột phải giữ chắc chắn như thế này các bạn ơi. Tránh trường hợp nó bị lùi thì rất là nguy hiểm. Đó, các bạn hãy xem quá trình dựng của người đồng bào dân tộc Dao nhé. Đó, theo như các bạn thấy vì này thì trốn khá là nhiều cột đúng không ạ? Cho nên là hơi nặng chút xíu, nhưng đối với nhà gỗ trệt, nhà đất thì cũng dựng gọi là tương đối dễ thôi các bạn. Rồi, như vậy là vì đầu tiên đã dựng lên rồi, còn đây là vì thứ hai chuẩn bị dựng lên nhé các bạn. Theo như vừa rồi mình nói với các bạn á, thì đây là bộ cột cực kỳ là cứng. Để làm được á, thì chắc chắn là phải có bộ đụng nhíp ô tô nhé các bạn. Đó, bộ đụng nhíp ô tô thì khá là cứng và chất lượng rồi. Nếu mà các bạn thật sự là muốn bộ đụng mình đang dùng thì mình sẽ cho các bạn tham khảo một chút nhé. Rồi đây các bạn. Đó, đây là bộ đụng tông bằng nhíp ô tô chuyên đục cột nha các bạn. Nếu mà các bạn có nhu cầu để mua thì mình sẽ giúp các bạn để lại đường link phía dưới mô tả video để các bạn mua về sử dụng nhé. Để mua được thì chắc chắn là các bạn phải có được ứng dụng Shopee các bạn mới mua được nha. Tải ứng dụng Shopee ra các bạn nhấp vào đường link này thì các bạn mua đúng bộ đụng mà mình giới thiệu với các bạn luôn. Khá là chất lượng luôn nha các bạn. Đó, rất là ok luôn. Rồi đây các bạn, đây là vì thứ hai đã dựng lên rồi. Đây là trong quá trình gắn xà vào hai vì với nhau. Trong quá trình gắn xà thì các bạn hai đầu cuộn phải buộc dây để giữ an toàn, để tránh trường hợp rơi. Đó các bạn, đây là cách dựng của người đồng bào dân tộc Dao chúng tôi. Đây các bạn, hai vì đã hoàn chỉnh như này. Tiếp theo là vì thứ ba chuẩn bị dựng lên nhé. Rồi theo như các bạn thấy trong quá trình dựng nhà thì dùng dây kéo giật nó thì nhẹ hơn khá là nhiều. Và còn cách dựng của tất cả các bạn nó là như nào thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới video để cho tôi cũng như là tất cả các bạn cùng tham khảo nhé. Mỗi phong tục thì mỗi cách dựng chắc là khác nhau đúng nào. Và rất có thể là một số bạn thắc mắc rằng tại sao lại dùng búa sắt đóng xà vào mộc, làm vậy là hỏng và hư hết đầu xà đúng không ạ? Vâng, là cho vlog xin nói với các bạn như này, bởi vì nó có hư một chút nhưng mà sau này ốp trần hết thì không ai nhìn thấy đâu các bạn. Đó, mặc dù nó có hư một chút xíu nhưng mà chẳng vấn đề gì đâu. Vâng, theo như các bạn thấy đang đóng cái xà này là gỗ nghiến đá nhé. Rồi, như vậy là đã dựng hoàn chỉnh tất tần tật từ A đến Á rồi. Mình sẽ quay cho bạn chi tiết hơn nhé. Đó, xà đóng lắp rất chi là chắc chắn luôn. Đây các bạn xem kèo. Ok, đây là đỉnh nóc nha. Rồi sau đây là mặt tiền, các bạn thấy rộng chưa ạ? Ba gian hai trái như ban đầu mình nói với các bạn rồi. Đây, phòng khách rất chi là ok, khá là rộng luôn, trốn khá nhiều cột cho nên là được phòng khách rất là thoáng. Đó, ok chưa ạ? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong video lần sau nhé. Bye các bạn.